Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đông Triều và trường mầm non Hoa Phượng, thị trấn Mào Khê, huyện Đông Triều. Đến thăm và chúc mừng nhà giáo Lưu Xuân Giới, người vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đọc biểu dương ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục của huyện Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự mẫu mực của người thầy hết lòng cho sự nghiệp chồng người để các đồng nghiệp và những thế hệ sau học tập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn nhà giáo nhân dân Lưu Xuân Giới tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần kỷ cương, tình thương và trách nhiệm cùng những tâm huyết để góp phần nâng cao chất lượng ngành giáo dục Quảng Ninh. Tới chúc mừng cán bộ giáo viên trường mầm non Hoa Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đọc biểu dương tinh thần vượt khó của các thầy cô giáo và mong muốn các thầy cô phát huy sự sáng tạo, chủ động trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học mầm non, tiếp tục cống hiến sức mình vun đắp cho thế hệ tương lai.